Xin được kính chào quý cô bác anh chị và các bạn trong nhà ngoài nước đã đến với kênh của Minh Chí TV. Lời đầu tiên cho phép chủ kênh xin được gửi là chào trân trọng, là chúc sức khỏe, là chúc bình an đến tất cả các cô bác anh chị và các bạn trong nhà ngoài nước. Kính thưa cả nhà, thì cũng liên quan đến câu chuyện cô Nguyễn Phương Hằng coi như là tổ chức cái buổi giao lưu với khách mời và với khán giả tại Đại Nam cách đây 2 ngày, thì cô bác anh chị cũng biết rồi ha. Thì cái buổi giao lưu đó thì sau đó thì có một số báo chí như báo Pháp Luật, báo Tuổi Trẻ đã coi như là đã lên tiếng về vấn đề, nói về vấn đề mà coi như là khách, cái vấn đề mà đặc biệt quan trọng nhất đó là vấn đề mà khách mời phát biểu là coi như là anh Lâm Ngô đó, anh phát biểu là coi như là báo chí của cộng sản chung với phản động để đánh một Phương Hằng. Thì thật ra thì cái câu này là cái câu nói mình nói thật ra thì nó đúng từ là anh Lâm Ngô phát biểu chưa chỉnh và hơi bị vạ miệng trong cái vấn đề này, hay các anh chị. Tại vì trong cái cuộc chiến đấu mõm này nói chứ cái phát biểu này là sai, sai cả nội dung luôn các anh chị, sai rồi ha. Mình nói sai là sai thiệt luôn. Tại vì báo chí cộng sản mà làm sao mà coi như là đi chung với cái tụi mà phản động được? Hai bên này là đang đối đầu nhau mà làm sao mà đi chung mà để mà như là tấn công bà Hằng được? Chắc có lẽ cái ý của anh Long Ngô là khác, nhưng mà ảnh diễn giải sai từ ngữ, sai câu từ. Nên cái vấn đề này thì theo quan điểm của mình là anh Long Ngô đã sai và coi như là phải có những cái video lên coi như là xin lỗi hoặc coi như là đính chính thế nào đó nha các anh chị. Và mình nghĩ rằng hiện nay là tình hình coi như là hai bên coi như là kịch liệt chiến với nhau rồi, đấu mõm mà hiện nay thì cơ quan chức năng pháp luật đang vào cuộc, đang trong quá trình điều tra và đang trong quá trình là hai bên đấu mõm, đấu phản biện với nhau, mà chúng ta mà khi là vạ miệng mà sơ hở thì họ vào cuộc ngay, họ xỉa ngay đó ngay. Và đôi khi chúng ta phải chịu, hay quan trị chúng ta sai là chúng ta phải chịu. Pháp luật thì nó khô khan cứng cáp lắm, sai phải chịu, nghiêm minh mà các anh chị. Sai đến đâu thì xử lý đến đó thôi các anh chị. Và cô Nguyễn Phương Hằng cũng chia sẻ rồi, chắc cũng phải chịu và xử phạt coi như là 7,5 triệu. Về vấn đề này thì mới đây thì Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử có công văn gửi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương về việc xác minh xử lý phát ngôn vi phạm trên mạng. Ở đây cô bác anh chị. Qua công tác theo dõi, nắm bắt tình hình dư luận trên mạng và tiếp nhận thông tin phản ánh từ báo chí, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử được biết, ngày 14 tháng 11 2021, bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc khu du lịch Đại Nam đã tổ chức gặp gỡ và giao lưu khán giả tại khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương. Buổi giao lưu này còn được phát trực tuyến, livestream trên mạng thông qua nhiều kênh Facebook, YouTube. Đáng chú ý trong các phát ngôn của các khách mời tham dự buổi giao lưu livestream có nội dung cho rằng báo chí của cộng sản chung với phản động để đánh một Nguyễn Phương Hằng. Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử nhận thấy nội dung phát ngôn như trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tung tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Vì vậy, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương kiểm tra xác minh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nếu có liên quan đến vụ việc trên, đồng thời báo cáo kết quả xử lý về Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử trước ngày 30 tháng 11, 2021. Trân trọng, người ký là coi như là Phó Cục trưởng Lê Quang Tự Do. Nghe của anh chị, đó. Thì pháp luật nghiêm minh mà, thì các cơ quan chức năng pháp luật ở Việt Nam họ cũng phải thể hiện sự nghiêm minh để coi như mai mốt có xử những cái thành phần thế này thế kia thì họ cũng tâm phục khẩu phục, chứ không thiên vị một cái bên nào hết. Ai sai thì cũng phải chịu của bác anh chị ha, và sai đến đâu thì xử lý đến đó ha các anh chị. Và ở đây thì mình cũng xin nhắn nhủ với các anh em YouTuber hoặc là những cái khách mời mà được cô Hằng coi như là mời giao lưu á, chúng ta lên phát ngôn á, cái livestream đó thì hàng triệu người theo dõi, thì chúng ta phát ngôn cũng phải là chỉnh và đừng có phát ngôn mà coi như là cảm xúc quá, rồi đôi khi coi như là đem lại những cái phiền phức không đáng có cho cô Nguyễn Phương Hằng. Bây giờ thì đưa vào thế này thì nhiều khi cô Hằng cũng tội cho cô, nhiều khi cô
không lên tiếng thì cũng không hay. Cái tính của cô thì không thể nào mà chơi chơi không chạy, chơi không bỏ đồng đội, nhưng mà nhiều khi cô lên tiếng thì lại có những vấn đề khác nó rắc rối không cần thiết. Nên anh em cố gắng là như là phát ngôn chuẩn mực, cỡ đẳng cấp thầy Quân thì rất là khó. Hay của anh chị là thầy Quân là tiến sĩ Lực rồi, chẳng ghiêng nữa ha. Nên là nói lúc nào cũng dựa trên khuôn khổ pháp luật và có cách dùng từ ngôn từ chắc chắn là chuẩn hơn các anh em. Nhưng mà cố gắng, chúng ta cố gắng ha. Còn về vấn đề mà vào cuộc xử lý mà các phát ngôn trên mạng á, thì mình thấy các cơ quan chức năng cần phải vào cuộc và xử lý mà coi như là đồng bộ và mọi đối tượng của anh chị. Ở đây thì có cái cô nhà báo hàng ni này nè, cậu đưa thông tin coi như là nói là kênh BTV đó là kênh giả mà chắc được thuê, thì đây coi như là một cái thông tin coi như là có chống phá lại nhà nước ta không, xuyên tạc các cơ quan chức năng không, vì đài truyền hình BTV là đài truyền hình của quốc gia mà ha, thông tin của quốc gia mà. Rồi thì có thông tin coi như là yêu cầu mà sao mặt trận tổ quốc không sao kê nữa, liên quan đến vấn đề mà sao kê từ thiện đó, thì cô này cố lên cà khịa như vậy thì có ý coi như là có ý chống phá vào các cơ quan chức năng của nhà nước hay không? Tại sao những vấn đề này thì các cơ quan thông tin truyền thông và các cơ quan chức năng khác không vào cuộc coi như là xử lý, coi như là để mà ngăn chặn? Vì tại vì nhà báo, tôi thấy nhà báo là phát ngôn là có ảnh hưởng đến cộng đồng, ảnh hưởng đến người dân nhiều hơn á. Tại vì dù gì với các anh đó cũng là YouTuber thôi ha, chứ cũng không phải là một nhà báo được đào tạo bài bản. Rồi về câu trừ từ ngữ, rồi nghe nói là liệt sư gì nữa, biết lực nữa mà nói như vậy thì thua. Rồi trong cái status mới nhất thì cô này nói là nơi văn hóa không tiếp vô văn hóa, đố xin gặp được ai, siết khỉ thì nhiều người xem tưởng mình giỏi, rồi nhận đuổi còn không kịp, ai mà tiếp, thiệt ảo tưởng KK đó. Thì cái cô này thì có hình như là cô hơi bị ngáo ảo tưởng sức mạnh, tại vì cái tòa soạn cũng đâu có gì là ghê gớm đâu à, mà báo mà coi như là mà không tiếp bạn đọc thì coi như là không tôn trọng khách hàng rồi à, mà coi như là thể hiện cái câu từ mà lời nói mà hành vi trịch thượng như vậy thì như thế nào. Mà tôi thấy coi như là nói văn hóa văn hiến chuyện kia này kia thì sao, tôi lượm trên mạng tôi thấy có cái hình mà coi như là gì đâu mà ở ngoài đường mà từ lưa học mưa vậy mà không biết như vậy là phải hành động hành vi văn hóa hay không, thì xin mời cô hàng ni cô trả lời giùm ha. Phụ nữ gì mà ngoài đường mà xá mà cái gì là thế này thì thua rồi á. Ủa mà tối lắm hả, lên lắm hả, chịu hết nổi hả, chịu hết nổi là vô phòng hay về nhà không nổi hả, mà sao mà ngã ngớn rồi xong rồi lim dim như vậy, mất lim dim như vậy thì hết biết phụ nữ Việt Nam là phải như phải không. Cho dù có là như là bồ bịch hay là chồng hay cái gì nữa, đâu phải coi như là tới nái như vậy mà coi như là giữa đường giữa sáng như vậy được. Phụ nữ Việt Nam coi như là đâu thể nào mà coi như là học tập theo này văn hóa này được, không được ha. Rồi một vài lời chia sẻ nhắn nhủ vậy thôi. Cảm ơn cô bác anh chị đã xem lắng nghe. Cô bác anh chị coi như là có ý kiến gì thì comment bình luận phía dưới video này nghe. Về văn hóa gì đó, về các vấn đề khác nha, văn hóa của cô hàng đi cô đi đó nha cô bác anh chị. Rồi chúc cô bác anh chị luôn mạnh khỏe và mọi điều bình an nha. Cô bác anh chị nhớ ủng hộ kênh bằng cách like, chia sẻ và đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để có thể nhận được những video mới. Một lần nữa chân thành cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều đã luôn đồng hành ủng hộ, kể cả những cô bác anh chị xem mà ít comment bình luận luôn. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở những video lần sau. Bye bye.